Tại buổi làm việc với đại sứ Cộng hòa Phần Lan tại Việt Nam, Kezo Novanto, Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên cho biết, với lợi thế từ hiệp định EVFTA, thương mại giữa Việt Nam và Phần Lan trong thời gian qua đã có sự tăng trưởng tích cực trước những khó khăn thách thức của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, thương mại giữa hai nước vẫn còn dư địa rất lớn khi xuất khẩu của cả Phần Lan và Việt Nam chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng kim ngạch xuất khẩu của mỗi nước. Hai bên cũng đã trao đổi về vấn đề chuyển đổi năng lượng và các cam kết của Việt Nam tại COP26. Bộ Công Thương chia sẻ kế hoạch thực thi các cam kết của Việt Nam ngay sau khi tham dự COP26 và những khó khăn, thách thức của Việt Nam sẽ phải vượt qua trong quá trình chuyển dịch năng lượng, cắt giảm điện than, trung hòa carbon, đồng thời kêu gọi Phần Lan tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ thiết thực trong việc thu xếp tài chính cho các dự án chuyển giao công nghệ để Việt Nam có thể thực hiện được các mục tiêu đặt ra tại COP26, đặc biệt là để phát huy tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam. Kết thúc buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công thương và Đại sứ Cộng hòa Phần Lan tại Việt Nam đã cùng khẳng định quyết tâm đẩy mạnh các chương trình kế hoạch hợp tác theo định hướng và cam kết giữa hai chính phủ, phấn đấu đạt được những kết quả tích cực về thương mại trong thời gian tới, tạo mọi điều kiện và cơ hội cho sự hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước trong thời gian tới, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2023. <laughs>